quy sùng quy sùng rắc kha giá ti sa ra nề na sa ha bành cha si la ni ya cha ma ta ti yam bi ma yang phành tê quy sùng rắc kha na tha giá ti sa ra nề na sa ha ni ya cha ma. Dạ, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng kính dâng mic đến sư Thanh Tâm để sư truyền tâm quy và ngũ giới con ạ. Nam mô Tass Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tass Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tass Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutijambi Buddhang saranang gacchami, Dutijambi Dhammang saranang gacchami, Dutijambi Sanghang saranang gacchami, Tatijambi Buddhang saranang gacchami, Tati jambi dhammang saranang gacchami. Tati jambi sanghang saranang gacchami. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyambi Buddhang saranang gacchami, Dutiyambi Dhammang saranang gacchami, Dutiyambi Sanghang saranang gacchami, Tatiyambi Buddhang saranang gacchami, Tatiyambi Dhammang saranang gacchami, Tatiyambi Sanghang saranang gacchami. Ti sarana gahanang paripunnang panati bata weramane sika padang samadhiyami. Adinnadana weramane sika padang samadhiyami. Kame sumicca cara weramane sika padang samadhiyami. Musawada weramane sika padang samadhiyami. Suramaraya macappamadatana weramane sika padang samadhiyami. Banati bata weramani sikha padang samadhiyami. Adinnadana weramani sikha padang samadhiyami. Kame sumicca cara weramani sikha padang samadhiyami. Musawa weramani sikha padang samadhiyami. Suramaraya macappamadatthana weramani sikha padang samadhiyami. Imani Bancha sika badani sadukang katwa apamadena nicchakalang samarakhi tappang. Silena suyatin yanti silena poga sambada silena nipputin yanti tasma silang viso thaye.
Sa thú lành thay. Dạ, con kính tri ân sư đã thay mặt chư tăng truyền tam quy vào ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Kính cảm ơn đạo tràng đã cùng con thực hiện nghi thức lễ bái tam bảo này ạ. À, con xin sám hối thực hiện nghi thức thọ tam quy ngũ giới. Tiếp theo con xin được sám hối ba ngôi tam bảo ạ. Uttamang-ghe-na-wan-de-hang-ba-da-bang-sung-va-ru-ta-mang Bút-thê-yô-kha-li-tô-đô-sô-bút-thô-kha-ma-tu-tang-ma-mang Uttamang-ghe-na-wan-de-hang-tham-manh-cha-du-vít-hang-va-rang Tham-mê-yô-kha-li-tô-đô-sô-tham-mô-kha-ma-tu-tang-ma-mang Uttamang-ghe-na-wan-de-hang-sang-khanh-cha-du-vít-hô-ta-mang Sang khê yô kha li tô đô sô sang khô kha ma tu tăng ma mang. Dạ, con kính dâng mít đến sư để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con để chúng con được tròn phước báu trong ngày hôm nay ạ. Bhavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba buddha nuvavena sada sotthi bhavantu te Bhavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba dhamma nuvavena sada sotthi bhavantu te Bhavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba sangha nuvavena sada sotthi bhavantu te Sa thú lành thay. Dạ, phần lễ bái tam bảo, thọ trì tam quy ngũ giới và sám hối ngôi tam bảo đã hoàn tất. Dạ, con xin trao mic lại cho MC Nguyên Như ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Thâm Tâm. Dạ, con xin kính chào ông Năm Bà Năm, kính chào chị Kim Nhung. Dạ, xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, chị Nhung có đỡ đau chưa chị Nhung? Dạ, mấy nay tội nghiệp chị vừa đau mà phải vừa canh rung sa thú lần thay. Con thấy bây giờ là khoảng còn khoảng 5-7 phút nữa là Pháp Sư sẽ vô. Như không biết là chị còn có cái bài về cái lục thông không chị? Cái bài đó hơi khó đọc đó. Hôm bữa giờ mình đọc mà cứ lọng cộng, em không biết chị có thể đăng lên mình đọc một hai dòng là Pháp Sư sẽ vô tới chị Nhung, sa thú chị. Dạ, như con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể làm đầu tàu để đọc bài cho chúng con đọc theo bạch sư. Như xin sư ạ. Dạ sư bận rồi, dạ em xin mời anh Thính Pháp hoặc là chị Nhung có thể đọc trước cho tụi em đọc theo. Dạ Nguyên Như xin mời hai vị ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Dạ, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ, kính chào các anh chị. Con xin đọc bài Lục Thông Chất Lắp Phình Nhà. Một, Biến Hóa Thông Ít Thi Quýt Thi. Hai, Thiên Nhĩ Thông Đít Bắt. Ba, Tha Tâm Thông Trề Nát. Bốn, Túc Mạng Thông Bề Hòa Xà Nút Sát Tị. Năm, Thiên Nhãn Thông Đít Bắt Chắc Khu, còn gọi là Tử Thông Chú Tù Pháp Bà Tành Nhà À Sao Quắc Khá Giá Nhãn. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, xin mời vị kế tiếp.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Thầy Giá, Nam mô Sằng Thầy Giá. Dạ, con thành kính lãnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ, con kính chào đạo tràng và con xin đọc bài Lục Thông Chá Lá Biên Nha. Biến hóa thông Yết Dí Ví Thí Thiên Nhĩ Thông Yết Bá Sô Tá Tha Tâm Thông Chi Tô Bá Rí Danh Nha Ná. Bốn Túc Mạng Thông Búp Bê Búp Bê Ní Hoa Sa Nút Sá Tí Thiên Nhãn Thông Yết Bá Chắc Khú còn gọi là Sanh Tử Thông Chú Tu Pháp Ban Nha Ná Lậu Tặng Thông A Xá Quá Khá Danh Nha Ná. Dạ con xin đọc xong xin chúng. Dạ thưa con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Lục thông chá lá biên nha na biến hóa thông ý thị vi thi thiên nhĩ thông tiếp ba sô tá tha tâm thông chê tô pa ri dành nhà na túc mạng thông búp bê ni hoa sa nút sa tí thiên nhãn thông tiếp bát chát khú còn lại là sanh tử thông chư tu pháp ba tần nhà ná lậu tận thông ác sắc hóa khắc dành nhà ná. Dạ thưa con xin cảm ơn. Dạ mô Phật, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài Lục Thông Chá Lá Phiền Nhà. Một Biến Hóa Thông Ý Thí Quyết Thí Ý Thí Quyết Thí. Hai Thiên Nhãn Thông Íp Bá Sô Tá. Ba Tha Tâm Thông Chề Tồ Bá Rí Giá Nhà Ná Túc Mạng Thông Búp Bề Ní Hòa Xà Mút Xá Tí Thiên Nhãn Thông Íp Bách Chát Khú còn gọi là Sanh Tử Thông Chú Túc Bá Bà Tành Nhà Ná Lậu Tận Thông À Sát Quắc Khái Giá nhà ná. Dạ con đã đọc xong, con xin chúc mít mời vị kế tiếp ạ. Dạ nguyên sư con xin đọc bài ạ. Lục thông chá lá phình nhà. Một biến hóa thông ít thí quý thí. Hai thiên nhĩ thông Díp bá sô tá. Ba tha tâm thông Chê tô bá rí giá nhà ná. Bốn túc mạng thông Búp bê ní hòa xà nút sá tí. Năm thiên nhãn thông Díp bá chắc khú còn gọi là sanh tử thông Chú Tu Bá Pa Tăng Nhà Ná. Thứ sáu, Lậu Tận Thông, Xá Quắc Thái Giá Nhà Ná. Dạ, con đã đọc xong. Con đã thấy Sư Phụ Pháp Thanh vào đạo tràng. Dạ, con xin
mời chư vị trong đạo tràng cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga va tô a ra ha tô sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga va tô a ra ha tô sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa ga va tô a ra ha tô sam ma sam bu tha sa Brahma-ca-lo-ca-thi-pa-ti-sa-ham-pa-ti-ka-tan-ca-li-an-thi-wa-rang-a-ya-ca-tha-san-ti-tha-san-tam-pa-ra-chang-kha-ca-ti-ca-de-se-to-tham-mang-ang-ba-chang san tham ma phê rin quy nha dành cha cả dân sửa tan cha bánh thăng a phi tham ma chăm măng a cô ta dành tô cha tu san cha đành đăng ba bồ tha nê dê ba ri sa dạm chê Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoảng phân nhầm lời nhưng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhâm vườn lòng giả ngài dời trơn sang thuyên pham độ các hàng đệ tử có năm thầy thinh dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giao pháp 45 hạ giam vẹn toàn một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ơn phổ cẩm đám mưa lạnh rơi khắp thế gian bởi nhân cớ tin rõ ràng thỉnh ngài thuyên pháp nói đàn từ bi chúng sanh mùi khắm chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn nam mô bút tha giá nam mô tham ma giá nam mô sang kha giá và Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể đăng đàn để cho chúng con bài học về phần số 7 là bát chánh đạo phần 2 chánh tư duy. Dạ con xin dâng mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Ma giá, Nam mô Sằng Ngài giá. Kính đỉnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Thì hôm qua thì chúng ta đã học qua cái phần chánh kiến và hôm nay là tiếp tục cái phần thứ hai trong bát chánh đạo là chánh tư duy. Thì cái tư duy hay là cái suy tư suy nghĩ nó là một cái hoạt động của tâm ý, tức là theo một cái tư tưởng. Thì cái tư tưởng mình nó có hai, lúc là nó thiện nhưng mà có những lúc nó cũng bất thiện. Thì cái suy tư này đó, nó thường thì người ta suy tư gì? Những cái pháp của thế gian. Người ta muốn tìm hiểu về một cái vấn đề nào đó. Ví dụ như cái trường hợp mà ông Newton mà ổng tìm ra cái định lực rơi
Thì ông cứ cứ suy tư về cái vấn đề đó, tại sao, tại sao, tại sao mọi vật nó đều đều rơi xuống dưới đất mà nó không rơi qua những cái hướng khác. Đó, cho nên á, ông ta suy tư về cái điều đó, đó. Cho nên là khi mà ông ta vô tình nằm ở dưới gốc táo, cái quả táo nó rơi xuống, thì ông tìm ra được cái định luật. Trong khi đó những cái người khác đó, họ không có suy nghĩ, không có tư duy về những cái điều mà của ông ta đó, thì người ta đâu thấy được. Hằng ngày biết bao nhiêu người thấy cái đấy, mọi vật dụng nó rơi, chứ không phải riêng về cái trái táo không, lá cây hay là tất cả những cái gì nó rơi, nhưng mà tại vì nó chẳng có bận tâm. Hay là trường hợp mà cái ông Archimedes, ông tìm ra cái định lực, cái sức đẩy của những cái vật mà nó chìm trong nước. Tại vì sao? Ông ta cũng suy tư về cái điều đó đó. Ông ta muốn tại sao mà khi mà mình trầm mình ở trong nước thì nó lại có một cái sức đẩy, nó đẩy mình nổi lên. Cho nên là trong ông đứng trong cái bồn tắm, ông suy tư mà ông tìm ra cái định luật. Thì cũng vậy, Bồ Tát cũng suy tư về cái con đường mà giải thoát. Ngày lúc đó ngày suy tư, ngày tự hỏi tại sao tất cả chúng sanh đều phải sanh già bệnh và chết. Ngài cứ trở suy tư về tất cả những cái điều này. Rồi Ngài mới suy luận, Ngài nói là có những cái nhân đưa tới già bệnh chết, thì tất yếu phải có cái nhân để mà đi đến cái chỗ chấm dứt sanh già bệnh chết. Chính nhờ cái suy tư này đó, Ngài bắt đầu Ngài mới tìm kiếm ra cái phương pháp để tu tập, để đạt đến cái điều chấm dứt sanh tử luân hồi. Cho nên á, là cái tư duy hay tư tưởng hay những cái suy nghĩ, cái suy tư này đó là một cái hoạt động tự nhiên của tâm. Rồi khi mà chúng ta hướng đến những cái điều tốt đẹp thì sẽ đi theo những cái phương pháp để làm cho cái đời sống, cái tư tưởng mình nó được thăng hoa tốt đẹp. Còn nếu mà những người mà suy tư theo thế tục của thế gian thì sao? Thì sẽ đi vào những cái phiền não. Cho nên á, cái chánh tư duy của những cái người mà Phật tử tại sao? Bắt đầu chúng ta phải suy tư về cái giới, cái giới nó có cái lợi ích như thế nào. Khi mình giữ giới thì nó có những cái điều tốt đẹp như thế nào. Rồi suy tư về cái ân đức tam bảo, suy tư về cái sự giải thoát của bậc chánh đẳng chánh giác, suy tư về cái ân đức của pháp bảo, suy tư về những cái
ân đức của chư tăng, à, suy tư về những cái thập hạnh phúc, thập thiện, à, trong cái rồi chúng ta suy tư về những gì, những cái pháp mà tu tập, à, suy tư về những cái sự nhiếp phục cái kiêu mạn, à, nhiếp phục sự khao khát, à, suy tư những cái phương pháp để mà, à, diệt trừ những cái dục ái, nhổ tận gốc rễ của dục ái, à, suy tư về những cái chặt đứt tái sanh, à, suy tư về đoạn diệt tham ái, à, suy tư sự ly tham, à, sự đoạn diệt để đạt đến sự hoàn toàn chấm dứt vắng lặng hay là niết bàn. Đó. Cho nên là cái sự suy tư này đó, à, nó sẽ khi mà chúng ta có cái khuynh hướng về cái vấn đề đó, đó thì chúng ta mới bắt đầu tìm tòi, à, thì thường thường đó, chúng ta thấy đặt hỏi những câu hỏi tại sao, à, tại sao cũng như Bồ Tát ấy, tại sao mà chúng sanh phải sanh, rồi tại sao mà phải già, à, tại sao phải bệnh, tại sao phải chết, à, rồi Bồ Tát mới tìm tòi, à, những cái phương pháp nào mà để mà đối trị với những cái này, à, đó. Cho nên là nhờ có cái sự suy tư, à, nhờ có cái sự hướng về, à, hướng về những cái pháp thiện, à, những cái pháp chân chánh, à, thì lúc đó, đó cái chánh tâm, à, cái chánh tâm nó phát khởi. Thì khi mà cái chánh tâm nó hướng về những cái điều mà chân chánh, bắt đầu nó mới có cái công năng để loại trừ cái tà tâm, à, khi mà có chánh tâm rồi đó, nó có sự tầm cầu, nó tìm tòi thì mới có cái gì, có chánh tính, à, có chánh tính, có cái niềm tin chân chánh rồi, à, mới tìm cầu, tìm tòi học hỏi, à, để có gì, để có cái chánh kiến, à, những cái chánh kiến này nó về cái con đường chân chánh chứ chưa phải là cái chánh kiến ở trong bát chánh đạo nha. Rồi cái chánh tư duy này cũng vậy, cái chánh tư duy này đó là lúc đầu đó, nó chỉ là suy nghĩ về những cái điều chân chánh chứ chưa phải là chánh, cái chánh tư duy ở trong trong bát chánh đạo. Nhưng chính nhờ những cái chánh tư duy ban đầu này nè, nó hướng về những cái điều chân chánh, à, suy tư về các cái pháp để mà, à, đoạn trừ, nhiếp phục các cái phiền não, à, nhờ như vậy đó, nhờ như vậy đó thì bắt đầu mới thực hành, à, mới thực hành cho đến khi mà chứng đạt được thánh đạo thánh quả rồi đó, thì cái chánh tư duy này là nó luôn luôn là đi theo cái con đường chân chánh. Chứ còn lúc đầu đó mình mới tập đó thì có lúc nó chạy qua chạy lại, à, như cái quả lắc đồng hồ đó, có lúc đó thì mình cũng suy tư những cái điều chân chánh thiện lành, à, suy tư về, à, bố thí trì giới tới tu tiến chẳng hạn. Nhưng mà có những lúc mà nó cũng dễ vui, à, suy tư về những cái bất thiện rồi, hay là hoặc là suy tư về cái mà để tầm cầu, à, những cái pháp mà thụ hưởng của thế gian, à, cho đến khi mà cái vị mà chứng đắc
thánh đạo thánh quả rồi đó. À thì cái trường hợp mà sau khi mà Bồ Tát chứng đắc quả vị chánh đẳng chánh giác rồi, quý vị biết Ma Dương á, theo dõi ngày suốt trong một cái thời gian 7 năm. À, 7 năm nó quan sát từng cái tư tưởng, cái suy tư suy nghĩ của Đức Phật. À, trong suốt 7 năm như vậy đó, nó không tìm ra một cái tư tưởng nào mà lệch lạc khỏi cái con đường chân chánh. À, dù trước mặt người hay không có mặt người, à ngài cũng suy tư về những điều chân chánh, à rồi ngài nói những cái điều mà ngài suy tư và ngài thực hành những cái điều mà ngài suy tư. À, cho nên nó theo dõi như vậy 7 năm, lúc đó nó mới khẳng định là ngài đã hoàn toàn giải thoát. Chứ còn lúc đầu á, nó còn hoài nghi, nó còn ngờ vực. À, cho nên nó theo dõi à, tất cả những cái suy tư, những cái tư tưởng, những cái đặc ý của Đức Phật. À, cho nên đó là lúc đó mới gọi là cái chánh tư duy của trong Bát Thánh Đạo. À, nó hoàn toàn trong sạch, những cái suy tư suy nghĩ, những cái tác ý này, nó hoàn toàn trong sạch như là nước đã được lọc qua nhiều lớp rồi, không còn một chút cái mận nhơ nào đó, thì lúc đó mới gọi là cái là chánh tư duy. À, còn nếu mà ở những cái vị mà nhân thì nó chạy qua chạy lại, cũng có lúc thì mình hướng về những cái tư tưởng chân chánh, nhưng mà cũng có lúc đó là nó cũng có những cái tà tư duy nó xen vô. À, rồi với cái bậc thánh hữu học á thì đã thanh lọc rồi. À, nó đã thanh lọc. À, nhưng mà nó cũng còn những cái suy nghĩ, nhưng mà điều cái là nó không còn cái thô thiển. À, nhưng mà cũng còn muốn giải thoát. À, muốn chấm dứt cái con đường sanh tử luân hồi. À, cho nên á là lúc đó là những cái suy nghĩ để làm những cái bổn phận. À, thí dụ như trường hợp Đức Thế Tôn hằng ngày quán sát bốn phương tám hướng để mà có những chúng sanh nào hữu duyên để ngài tế độ, thì cái suy tư ngài á, ngài làm những cái điều, những cái bổn phận, những bổn phận mà của bậc chánh đẳng chánh giác phải làm. À, cái điều này thì không ai thay thế ngài được hết. À, quý vị thấy rằng á, khi mà trước khi ngài lên cõi trời để mà tế độ cho cái vị chư thiên mà tiền thân là bà Hoàng hậu Ma Gia đó, ngài thể hiện cái song thông, thì những cái điểm đặc biệt này chỉ có mình ngài có thể làm được thôi. Dù là cái vị mà được ban tặng là đệ nhất về thần thông đó, ngài Mục Kiền Liên đó, cũng không thể thay thế ngài mà triển khai cái thần thông này được. Cho nên đó là có những điều mà bậc chánh đẳng chánh giác phải làm. Cho nên là cái vấn đề mà thuyết thời pháp để tế độ cho cái vị chư thiên để trả nợ cái công sanh thành
à là tiền thân bà hoàng hậu Mai Gia thì có một ngài làm được hết. À, mặc dù có những cái trường hợp đâu phải tất cả chúng sanh mà ngài phải tế độ hết, nó tùy tùy những chúng sanh hữu duyên. Có những chúng sanh á thì hữu duyên với ngài Xá Lợi Phất, có những chúng sanh thì hữu duyên với ngài Mục Kiền Liên, có những chúng sanh thì hữu duyên với những cái vị khác, thì tùy theo nhân duyên. Thành ra quý vị thấy rằng á, mặc dù là ngài Xá Lợi Phất á, là sau này trở thành một bậc thượng thủ thinh văn, nhưng mà cái giai đoạn đầu tiên á, là phải phải nhờ cái sự tế độ của ngài A Xà Chí. À, ngài chỉ nói một cái câu ngắn gọn khơi gợi, làm cho ngài Xá Lợi Phất đạt được sơ đạo sơ quả. Rồi chính ngài Xá Lợi Phất á, lại tế độ cho ngài Mục Quyền Liên. Ngài Xá Lợi Phất lặp lại cái câu nói của ngài A Xà Chí, và ngài Mục Kiền Liên cũng chứng đắc sơ đạo sơ quả. Để từ đó để đào cái giáo pháp, rồi á, khi mà đạt đến cái cao nhất là tứ đạo tứ quả thì phải do Đức Thế Tôn. Chính vì ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên cũng suy tư tìm tòi về cái con đường để mà giải thoát. Cho nên chính nhờ những cái suy tư này nè, tư duy này nè, nó mới dẫn dắt từ từ cái nhân duyên nó mới đến. Đó. Cho nên là chúng ta phải hiểu như vậy đó. Rồi đối với các bậc thánh lậu tận thì coi như là cái suy nghĩ, cái tư tưởng của ngài luôn luôn là hướng đến để đem đến sự an vui, đem đến cái lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Cho nên á, là từ lúc mà Đức Thế Tôn đạt quả vị chánh đẳng chánh giác thì ngài không có giữ cái quả vị cao tột này, cái quả vị giải thoát cho riêng mình, do cái lời nguyện của ngài. Mà ngài nguyện rằng á, là khi mà ngài đạt thành chánh đẳng chánh giác, ngài sẽ tế độ cho tất cả chúng sanh hữu duyên, dù là quyến thuộc hay là không phải là quyến thuộc, ngài cũng, những chúng sanh nào hữu duyên là ngài sẽ tế độ để an trú cho tất cả những chúng sanh đó vào thánh đạo thánh quả từ thấp đến cao. Cho nên á, chính cái tư duy này ngài mới làm tròn cái bổn phận của bậc chánh đẳng chánh giác. Từ lúc mà ngài chứng đạt cho đến khi mà ngài sắp sửa vô dư niết bàn, khi mà ngài sắp sửa vô dư niết bàn rồi đó, cũng còn một cái vị. Cái vị này do cái nhân duyên, phải đến cái giây phút mà cận kề thì mấy ông mới chịu đến và nghe lời Đức Phật hướng dẫn, chỉ dẫn, và ông là cái người mà chứng đắc đạo quả sau cùng đó. Thành ra đó, từ lúc mà Đức Thế Tôn chứng đắc quả vị chánh đẳng chánh giác cho đến khi mà trước khi mình vô dư niết bàn, Đức Thế Tôn luôn luôn có cái tư tưởng chân nhánh
luôn luôn có cái hướng đến để giúp cho tất cả chúng sanh giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi. Chính cái chánh tư duy này đó luôn luôn nó hiện khởi trong tất cả các bậc thánh lậu tận, nó hoàn toàn trong sáng tinh khiết, giống như là nước đã, nước mà người ta muốn muốn có một cái nước mà ấy là người ta phải chưng cất, chưng cất để từ cái thể lỏng nó chuyển qua thể hơi rồi nó ngưng tụ trở lại cái thể lỏng. Thì khi mà nó chuyển qua như vậy đó là nó hoàn toàn nó loại bỏ tất cả những cái tạp chất, lúc đó mới gọi là cái nước mà tinh khiết, đó thì cái chánh tư duy của các bậc thánh lậu tận á, nó giống như những cái giọt nước tinh khiết như vậy đó. Thành ra ta chúng ta phải phải hiểu, tức là cái giai đoạn ban đầu là chúng ta có những cái suy nghĩ chân chánh nhưng mà nó chưa hoàn toàn, chưa hoàn toàn trong sạch, có những lúc nó cũng có xen những cái tà tư duy, đó. Nhưng mà đến khi mà các bậc thánh cái những cái tư tưởng trong tâm các bậc thánh từ lúc mà chứng đắc quả vị chánh đẳng chánh giác ra chánh tứ đạo tứ quả đó, thì cái này đó ba các cái chi phần nó phát sanh đầy đủ, thì nó hoàn toàn nó loại trừ tất cả những cái bợn nhơ, những cái phiền não, cho nên là cái những cái tư tưởng lúc đó là hoàn toàn trong sạch. Đó thì quý vị hiểu như vậy đó. Còn chúng ta lúc đầu thì chúng ta cũng phải có cái suy tư, phải học, rồi trí văn phải lắng nghe ghi nhớ, phải không? Rồi mình học xong rồi mình phải suy tư về cái điều mình đã học đó. Khi lúc đầu chúng ta suy tư về những cái điều này thì suy tư về những điều chân chánh, chân chánh ở đây là đi theo những cái pháp tốt đẹp, rồi khi nào mà nó đạt đến những cái suy tư mà hoàn toàn trong sạch, là được thanh lọc qua các cái tầng thánh, tầng thánh ngũ học, cho đến khi mà đạt đến cái tầng thánh vô lậu, thì lúc đó đó mới gọi là cái chánh tư duy hoàn toàn trong sáng, tinh khiết, đã loại trừ tất cả những cái ô nhiễm của phiền não, của bận nhơ, lúc đó mới là cái chánh tư duy đúng nghĩa. Ra chúng ta phải phân biệt từng bước như vậy để chúng ta có thể hiểu được cái sự cao quý, trong sáng của những cái chánh tư duy của các bậc thánh. Thì cũng qua sự tìm hiểu, học hỏi và chỉ dẫn của các bậc trưởng lão, cũng có được những cái hiểu biết để hướng dẫn, giải thích và chia sẻ đến quý vị. Với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão, pháp thể căn ngang, kính chúc quý tu nữ và quý Phật tử có thêm được những cái hiểu biết tốt đẹp để chúng ta nỗ lực thực hành để đạt đến những cái tư tưởng cao quý tốt đẹp, cái sự suy nghĩ, sự suy tư, những cái tác ý của mình đem đến những cái lợi lạc tốt đẹp. Cầu mong tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ thì xin thỉnh chư công đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài của bài học ngày hôm nay.
À, bây giờ xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Dạ nguyên như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân ngài Pháp Thanh đã giảng cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Dạ bây giờ là đến phần câu hỏi và trả lời. Nguyên như xin kính mời chư vị trong đạo tràng có thể đặt câu hỏi, rồi chat lên Nguyên Như có thể đọc lại cho quý vị, hoặc là quý vị có thể giơ tay để trực tiếp hỏi thẳng với sư ạ. Hôm nay như vậy ai mở hàng ha? Hôm bữa giờ một tuần rồi, anh Kevin đi mất tiêu. Anh Kevin hôm nay về lại lớp, anh Kevin có thể mở hàng cho đạo tràng được không? Xin anh giơ tay nhé, mà anh có chuẩn bị câu hỏi rồi. Sa thú anh Kevin. Dạ Nguyên Như xin mời. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính là đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính là đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính chào đạo tràng. Dạ kính thưa sư, con có cái điều thắc mắc là về cái phần lúc nào mình nên đè nén những cái pháp bất thiện, lúc nào mình nên để nó hiện bài như nó là. Ví dụ như có nhiều khi cái niệm của con nó mạnh đi, mà cái tâm bất thiện nó cái cảnh nó yếu đi, cái cảnh của cái tâm bất thiện nó yếu đi mà cái niệm nó mạnh, thì một khi mà cái niệm mình nhìn thấy cái cảnh bất thiện yếu đó thì tự động cái cảnh bất thiện đó nó không còn nữa. Nhưng mà ngược lại có nhiều khi cái cảnh bất thiện nó mạnh đi, mà nó lôi kéo cái tâm của mình đi. Mà cái niệm của mình nó yếu, thì trong lúc đó thì cái niệm nó cũng nhìn thấy được cái anh bất thiện nó đang hiện bài, mà cái anh bất thiện nó lại không đi đâu hết, mà nó còn chần chần ở đó, nó đang tạo tác. Vậy cái thắc mắc của con là khi đó thì con có nên dùng cái cách đè nén hay là lánh né nó, để cho cái anh bất thiện đó nó đừng có quậy, hay là để nó quậy tự nhiên rồi mình nhìn nó như nó đang là. Cái đó là cái thắc mắc của con á. Dạ con xin kính chân sư giảng dạy. Dạ con xin xuống mic. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Cái có những lúc á là những cái cuộc chơi giống như là trong cái khi mà mình hành thiền đó, là cái cuộc kéo co giữa cái niệm và tuệ. Bên kia là nó là cái phiền não nha. Thì có lúc á cái chánh niệm với cái tuệ của mình chưa đủ mạnh thì sao, thì bị cái phiền não nó kéo, nó lôi đi. Đó cho nên á lúc đó đó để mình thấy rằng mình phải nỗ lực thêm, cần phải nỗ lực để niệm và tuệ của mình đủ mạnh để mới đủ sức đấu kháng lại với phiền não, thấy không? Đó, cái trường hợp mà khi mà chúng ta tu tập đó có những cái nó trạo hối lại, những cái trạo hối này á xảy ra, thí dụ như cái trường hợp giờ hồi lúc mà mình còn nhỏ đi, mình còn nhỏ thì vì cha mẹ ở trong gia đình mà những cái người lớn đó, có những cái áp chế mà mình nói không được, cho nên những cái uất ức này đó tạm thời nó bị đè nén xuống, nhưng mà nó tiềm ẩn, nó nằm yên đó chứ nó không có mất đi. Đến một lúc nào đó khi mà chúng ta tu tập đó,
cái trạng thái tâm mình nó yên lặng rồi đó, thì những cái uẩn ức, những cái uất ức này đó bắt đầu nó bùng phát lên. Đó giống như một cái đoạn phim vậy đó, nó review trở lại. Thế này thế này thế này thế kia thế đó, nó kéo dài đó. Cái lúc đó đó, mặc dù là mình biết nhưng mà mình không đủ sức vượt qua nó. Mình chỉ quan sát nó thôi. Mình quan sát nó thôi chứ mình không có cuốn theo nó. Đó, thành ra đó mình mới thấy rằng cái gì? Cái niệm lực, cái tuệ lực của mình nó còn non yếu. Nó chưa đủ sức. Đó, không mình học trong cái phần mà ngũ quyền ngũ lực đó. Cái sự cai quản của niệm, cái sự cai quản của tuệ, cái sức mạnh của niệm của tuệ với các pháp đồng sanh chưa đủ sức. Thấy không? Bên này hai anh niệm và tuệ và một số bạn bè nữa ở cái đầu dây bên này chưa có đủ sức, trong khi ở bên kia cái đầu dây là sân hận và này kia đó, một bè đảng của nó mạnh hơn, cho nên nó là nó lôi mình cái mình chạy tuốt thôi. Còn không á thì nó lôi mình ráng mình cố mình trụ vững thôi, chứ còn mình không có thể mình kéo kéo nó được. Để sao? Để mình thấy rằng cái niệm, cái tuệ của mình nó còn non yếu, mình phải ráng cố gắng nỗ lực nữa. Đó, lúc đầu á là mình bị nó lôi đi tuốt lút luôn nhưng mà khi mà mình ráng mình trụ vững, mình quan sát nó giống như tất cả những cái đối tượng khác, mình đừng có cố diệt nó, đừng có cố trốn chạy nó. Mình nhìn nó thôi, tức là mình trụ vững nó. Thì đến một lúc nào đó khi mà niệm lực, tuệ lực đủ mạnh, đủ sức đối kháng, chỉ cần ánh bùng phát lên mình nhìn nó, mình biết là những cái tâm trạo hối, những cái cảnh trạo hối nó đang diễn ra. Nếu mà tuệ với niệm với tuệ của mình mà mạnh rồi đó thì tự động ảnh mất mình khỏi cần làm nhé. Còn lúc đầu mình ráng mình giữ vững, mà đừng bị cuốn theo nó. Mà khi mà lúc đầu mình còn non yếu á, nó cuốn, nó kéo mình đi tuốt mất tiêu. Một hồi á, rồi mình mới biết trở lại là nó đã kéo mình đi quá xa rồi. Cho nên mình ráng mình tu tập thời gian. Khi mà nó sanh khởi lên mà mình trụ vững, mình quan sát nó giống như những đối tượng khác thôi, mình không có bị, không để cho nó lôi cuốn đi. Rồi mình cố gắng mình phát triển niệm và tuệ. Đến một lúc nào đó niệm và tuệ mạnh thì ảnh có bùng phát, mình chỉ biết là tự động ảnh lui. Thành ra cái phóng vật cũng vậy đó, cái phóng vật đó mình cũng vậy. Cái lúc đầu sơ cơ đó, cái niệm cái tuệ mình còn non yếu đó, thì có nhiều khi mình lơ đễnh là nó chen vô, nó sanh khởi, nó lôi mình đi. Rồi đúng ra tôi hành thiền nó ít có phóng tâm đó. Nhiều khi trong một thời thiền á, phóng tâm có một lần, mặn lần là tím rồi. Thành ra cái số lượng á, nó chưa nói lên gì hết. Lúc đầu mình còn yếu mà mình bị nó lôi đi mà mình đâu biết đâu.
cuốn theo chiều gió tới một tiếng đồng hồ hết giờ mình mới tỉnh ra. Nhưng mà sau này mình biết khi mà ảnh vừa sanh khởi lên, ảnh lôi mình đi vài ba phút, mình niệm cái là mình trở về ha. Rồi tu tập lần hồi niệm phải mình đủ mạnh, thì khi ảnh vừa sanh khởi lên là biết là phóng tâm mà chân chúng là ảnh đã diệt mất rồi đó. Thành ra đó, cái này nó cho mình cái gì, để biết là cái kết quả, cái kinh nghiệm sự tu tập của mình nó mạnh hay chưa. Thành ra đó, ngài trưởng lão hòa thượng Xuyên Minh á, ngài nói đó, có đôi lúc những cái đối tượng mà làm cho mình phiền não đó, mình đừng ghét đó, chính đó là vị giám khảo, họ đến họ thử thách, họ ra đề thi cho mình để mình mới biết là cái mức độ, cái kinh nghiệm tu tập, cái sự phát triển niệm và tuệ của mình cỡ nào rồi. Lúc đầu á, mình biết mình bực bội, mình đối với những cái đối tượng mà họ quỷ bán, họ thế này thế khác với mình, thấy không? Nhưng mà đó chính là những cái vị giám khảo, những cái vị ân nhân đến để họ thử thách mình, để mình mới biết cái sự tu tập của mình á, còn non yếu hay là đã tiến bộ rồi. Thành ra đó, đối với từng giai đoạn, cái giai đoạn mà sơ cơ thì bị nó cuốn, rồi cái đến cái giai đoạn là thứ hai đó, là cái sự giằng co giữa niệm và tuệ và phiền não, mà nếu mà mình trụ vững đó, là mình đã có sự tiến bộ rồi. Rồi nếu mà đến một lúc nào cái niệm cái tuệ mà mình đủ mạnh á, thì khi mà ảnh vừa sanh khởi ra, mình biết, mình chỉ cần quan sát ảnh như tất cả những đối tượng khác, thì tự động ảnh sẽ diệt để thôi. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng cái sự thực tập, cái sự thực hành này là gì, giống như những cái trò chơi, trò chơi rượt bắt, trò chơi kéo co, dằn co giữa niệm và tuệ và phiền não, nghĩa thôi, đơn giản. Và nó là cái thước đo để chúng ta biết cái niệm và tuệ của mình nó đang ở cái mức độ nào. Thì cũng xin trả lời cái thắc mắc của chú Cận Sự Nam, và chúc nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, Nguyên Như xin kính tri ân ngài đã trả lời câu hỏi của anh Mỹ. Dạ, có vị nào có câu hỏi rất là hay kế tiếp không ạ? Nguyên Như xin mời Tịnh Tâm, mời chị Hà, mời cô Diệu Pháp, mời chị Nhung, mời anh Thính Pháp. Anh Thính Pháp lúc nào cũng có câu hỏi hay hết, mà hôm nay không thấy anh giơ tay nè. Mời An Nhiên, mời Nguyên Trang, mời Tịnh Tâm nha. Nguyên Như xin xuống ạ. Dạ, Mô Phật, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh. Kính chào quý đạo hữu. Dạ, kính thưa Sư, hồi nãy Sư con nghe Sư giảng về cái suy tư á, thì con xin hỏi một câu là khi mà mình suy tư về cái chuyện, về cái điều mà thiện, thì mình có phải suy tư về cái điều bất thiện để mình tránh không thưa Sư? Và khi nếu mà vậy thì mình đã suy tư cái việc việc thiện rồi thì không cần suy tư cái việc cái điều bất thiện, để mà khi mà nó có cái suy tư của thiện rồi thì đương nhiên là không có những không cần phải suy tư cái điều bất thiện nữa, phải không thưa Sư? Con xin Sư chỉ rõ giùm cho con ạ.
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Mà giá, Nam mô Sằng Khà giá. Thì cái vấn đề mà suy tư này coi nó cũng giống giống như như cái câu chuyện mà hồi nãy sư kể đó, cái giằng co đó. Lúc đầu á, hồi trước mình phải thấy rằng khi mà mình chưa chưa biết Phật pháp á, thì gì là bất thiện ở trên thiện, không? Đó, tại hồi đó mình chưa hiểu biết Phật pháp mà mình là mình nói những cái điều bất thiện mà. Rồi cái nhờ mình có cái tìm hiểu học hỏi mình phân biệt được cái nào là thiện, cái nào là bất thiện, thì sao bắt đầu mình mới hướng về những cái điều thiện, mình suy tư về những cái điều thiện. Nhưng mà đó, cái bất thiện nó cũng còn mạnh, có đôi lúc á nó chen ngang cái suy tư của mình, cái suy tư thiện của mình á nó chưa đủ mạnh, cho nên cái anh bất thiện ảnh chen ngang, ảnh không có cho mình hướng đến những cái điều thiện. Cho nên đó là Đức Phật có nói sao, những khi nào mà cái tác ý thiện á mình phải làm ngay, nhanh chóng làm ngay, làm liền tức thì, chứ còn nếu không á chần chờ lùi sục là bắt đầu anh bất thiện ảnh nhảy ra ảnh cản liền. Đó rồi cái lúc đó là cái sự mà giằng co giữa giữa cái thiện và bất thiện. Đến lúc mà chúng ta tu tập phát triển cái suy tư của mình mạnh lên đó, cái tác ý của mình mạnh lên thì ảnh không có chen vô được. Lúc đó là coi như là mình đủ mạnh rồi đó. Còn lúc đầu á, cái suy tư thiện của mình á nó còn non yếu, cho nên là ảnh còn chen vô. Có những cái đôi lúc mình cũng phải dùng cái suy tư chân chánh, ví dụ như bây giờ á, cái trường hợp là mình đang ngồi thiền, mình đang ngồi thiền, bắt đầu nó tê, nó đau nhất, là cái bắt đầu cái tâm bất thiện ảnh chen vô thôi ngồi nhiêu đó đủ rồi, trời ơi tê quá, nhức quá, nằm nghỉ chút đi, ngày nay mình làm việc cũng nặng nề, nặng nhọc mệt mỏi quá rồi, thôi bây giờ hành thiền nhiêu đó đủ rồi, giờ nghỉ đi, xả thiền nghỉ đi, nằm nghỉ đi. Đó, thì mình phải lúc đó đó cái niệm cái tệ mình còn non yếu thì mình phải suy tư chân chánh nè. Thế mình suy tư chân chánh sao, mình phải nhớ lại những cái câu pháp cú kinh, những cái Phật ngôn mà Đức Phật dạy, người tinh tấn như ngựa phi, bỏ sao con ngựa hàng. Mình phải thấy rằng cái sự nỗ lực tinh tấn để mình vượt qua cái gì, vượt qua chính những cái tư tưởng giải đãi dễ vui. Đó có những lúc mình lúc đầu á cái suy tư của mình chưa đủ mạnh thì phải dùng những cái gì, cái suy tư chân chánh để hỗ trợ. Đến lúc mà cái tư tưởng, cái suy tư chân chánh của mình á, cái chánh tư duy mình á nó đủ mạnh rồi đó, thì mình sẽ không cần sự cái hỗ trợ nữa. Thành ra mình mới thấy gì, cái tâm đại thiện á cũng có lúc nó hỗ trợ, nó hợp trí, nhưng mà có những lúc á thì nó ly trí, nó phải có sự hỗ trợ, đúng không? Thành ra cái gì cũng vậy, cái người mà đang mạnh như đó, bây giờ lỡ chẳng may họ bị tai nạn vậy, đúng không? Thì sao, khi mà họ muốn đi đứng trở lại phải tập, phải dùng những cái nạn để chống đỡ
họ mới tập họ đi lại cho được, thấy không? Thì cũng vậy, cái người mạnh khỏe thì đâu cần cái gậy cái nạng để làm gì, nhưng mà có những lúc mình còn yếu quá, mình phải có cái sự hỗ trợ, thì tùy theo, có những lúc mình phải còn non yếu thì mình phải hỗ trợ bằng những cái suy tư chân chánh, suy tư về những cái tai hại của bất thiện, bất thiện là luôn luôn đem đến những cái hậu quả không có tốt đẹp, đưa đến những cái khổ đau, đem đến những cái cảnh xấu, thấp thỏi, đưa đến những cái cảnh gây đau khổ cho chúng sanh ở trong những cái cảnh giới đó. Suy tư như vậy để mà gì, mình tăng lên cái suy tư chân chánh để mà vượt qua. Chính đó lúc đó đó là mình vượt qua gì, vượt qua những cái tư tưởng mà giải đãi dễ vui, mình vượt qua chính mình là vượt qua những cái đó, mình chiến thắng những cái lôi cuốn không tốt đẹp của những cái tư tưởng xấu, để mà là những cái chướng ngại ngăn trở cái bước đường tu học của chính mình. Xin giải đáp cái thắc mắc của Tịnh Tâm. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ, Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con đảnh lễ sư Pháp Thanh, sư Thanh Tâm, quý bà cô tu nữ cùng đoàn thể đạo tràng. Dạ, thưa sư, con có một câu hỏi, một vài nghi vấn với sư. Mà có một sự ngẫu nhiên rất là lạ lùng là tối hôm nay là trước khi sư vô đó, thì cô trưởng lớp Nguyên Như đó có post lên một số từ vựng để học tiếng Bali đó, thưa sư. Trong đó cái phần lục thông, mà trong lục thông có nói về tha tâm thông. Thì sẵn đây thì tại sư có giảng về một phần nhỏ về tha tâm thông tối nay đó, thì cho con hỏi về cái lúc mà ma vương nó sư biết được những cái sự suy nghĩ suy tư, những cái dòng tâm của Bồ Tát lúc lúc ngài tu 7 năm trong trong rừng già đó sư. Thì quả thật đó là điều bất khả tư nghị, tại vì tụi con là ngay cả cái suy nghĩ hành động nho nhỏ của người đối diện mà tụi con không hiểu được, thì mà một người có thể hiểu được cái sự suy tư từ mà nhỏ nhặt nhất cho đến vi tế nhất mà có thể hiểu được trong vòng 7 năm trời, thì quả thật đó là một điều mà không thể tưởng tượng được, bất khả tư nghị đối với hàng phạm phu chúng con đó sư. Như vậy chư sư, như vậy cái năng lực mà của ma vương dùng để hiểu cái dòng tâm trong suy nghĩ Bồ Tát đó, có phải là một loại rất phải là tha tâm thông không thưa sư? Nếu nó là tha tâm thông thì sư có thể khai mở giảng rõ và chúng con hiểu về tha tâm thông là cái sự vận hành khi mà tâm bắt cảnh như thế nào về mặt chi pháp thưa sư. Dạ, cho con xin xung bích nhà một phật. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Cái những cái thần thông này đó là nó là những cái sự tu tập, những cái mãnh lực của tâm, nó rất là mạnh. Bây giờ khi mà những cái người mà họ luyện về cái gọi là họ có cái những cái năng lực để mà điều khiển tâm người khác, họ sai khiến, tức là cái mãnh lực tâm của họ nó mạnh hơn. Rồi có những người có thể mà họ hiểu biết được cái tâm của người khác đó. Thì cái trường hợp mà ma vương lúc đó đó, nó đọc được cái tâm của Bồ Tát rồi sao nó không có muốn cho Bồ Tát có sự nỗ lực tinh tấn
Nó là cái gì? Cái một cái chướng ngại. Tại vì biết khi mà Bồ Tát mà đạt được cái quả vị chánh đẳng chánh giác đó, thì sẽ thoát khỏi cái quyền lực của ma dương. Và không phải là một mình ngài thoát khỏi, mà khi mà ngài đạt được cái quả vị chánh đẳng chánh giác rồi đó, thì sẽ có nhiều chúng sanh khác đi theo cái con đường của ngài tu tập để thoát khỏi cái tam giới này. Mà khi mà thoát khỏi cái tam giới thì thoát khỏi cái quyền lực của ma dương. Do đó mà nó biết được cái tâm ý của ngài đó, cho nên nó khuyên ngài là từ bỏ. Thì cái trường hợp này đó là những cái năng lực đặc biệt của tâm. Thì bây giờ quý vị thấy là có những cái trường hợp đó, những cái sóng âm, ví dụ những cái đài phát thanh này là nó phát cái sóng mạnh hơn, nó lấn át cái luồng sóng của cái phía bên kia, đó nó gây nhiễu chẳng hạn đó. Thì cũng vậy, những người mà họ nhìn lên mặt trời đó, họ luyện cái tâm họ hướng ra ngoài, nó có một cái sức mạnh để điều khiển người khác, thì làm theo cái điều khiển của họ đó. Cho nên nó là những cái này á, nó không cần thiết khi mà chúng ta đạt đến cái giải thoát. Những cái này nó giống như là cái trò chơi mà thôi, chứ không có đem đến cái sự giải thoát đó. Cho nên đó là có những lúc Đức Phật cấm không cho các vị tỳ khưu và thể hiện cái thần thông, tại vì đó, khi mà thể hiện cái thần thông siêu nhiên này đó, thì sao? Người ta thích thú, người ta tán dương, nhưng mà mình còn đắm nhiễm, say đắm trong những cái thần thông này đó, mình không lo tu tập để mà giải thoát. Cho nên đó, là Đức Phật có những lúc nghiêm cấm các vị tỳ khưu để thể hiện thần thông, để mình lo mình tu, chứ không phải mình tu để gì, mục đích để luyện thần thông, mà mục đích của mình là để đưa đến cái sự giải thoát. Thí dụ như có những lúc mình cũng phải có thần thông để biết cái tâm ý của người khác, nhưng mà để dẫn dắt những người này để hướng về cái con đường chân chánh giải thoát. Chứ còn không phải mình biết tâm ý của người ta để mà mình làm những cái điều nó không chính đáng thì không được đó. Cho nên á, có những cái vị khi mà đạt đến những cái tầng thiền thì có những cái năng lực gọi là thần thông, thì tùy theo cái hạnh nguyện, tùy theo những cái pháp độ mà cái vị này tạo trữ, thì có những vị có đầy đủ lục thông, bát thông, thì tùy theo mỗi 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 vị. Nhưng mà nhớ rằng những cái này đó nó không có đưa đến sự giải thoát, mà chúng ta cố gắng tu tập để đạt được những cái lậu tận thông, là để chấm dứt các cái phiền não, vượt thoát khỏi sinh tử luân hồi. Cái điều đó là cái điều tối quan trọng, cái mục đích cao cả nhất. Còn thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ta tâm thông rồi đó là chẳng qua là nó chỉ hỗ trợ thêm mà thôi. Đó, thí dụ như cái cell phone, cái điện thoại thông minh bây giờ đó, thì nó nhiều chức năng, nhưng cái chức năng quan trọng của nó là để liên lạc, để nói chuyện,
chứ không phải chúng cần phải có thêm là chụp hình là quay phim rồi này kia cái nọ nó là phụ. Giống như bây giờ cái vấn đề mà cái âm thanh từ chỗ sư để truyền đến quý vị để quý vị có thể nghe được hiểu được, đó là cái điều quan trọng. Nó còn cái nó hiện rõ rồi có màu có này kia đó là cái vấn đề, đó là nó phụ thuộc thôi. Cho nên á, trong các cái thần thông này á, mình phải biết là cái nào là cái chủ yếu quan trọng mà mình phải cố gắng nỗ lực đạt đến, còn những cái khác á, là chỉ là phụ thuộc vậy đó. Thì trong một bức tranh nữa, cái nội dung chính cái nội dung chính rồi bên đó đó là người ta tô điểm điểm xuyết thêm vậy thôi, nhưng mà cái quan trọng đó là cái chính yếu ở trong đó. Thì cũng vậy, có những cái thần thông nhưng mà nó là đưa đến cái sự giải thoát, nhưng mà nếu mà có những cái thần thông đó nó cũng là một cái trở ngại, nó dính mắc chứ không phải là giải thoát. Thì chúng ta phải hiểu biết để cần phải nỗ lực tu tập hướng đến cái con đường giải thoát là quan trọng. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của tịnh tâm và chúc nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ bạch sư, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư đã trả lời câu hỏi cho huynh thính pháp. Dạ nguyên như có một câu hỏi bạch sư, là hôm bữa tụi con học ôn với nhau cái phần mà về cái phần mà lục thông đó, thì hôm bữa anh Lý cũng có một cái câu hỏi bạch sư, là khi mà một vị a la hán mà chứng được gọi là lục thông rồi, trong đó là phải có lậu tận thông, thì như vậy giải thích như thế nào về những vị la hán mà gọi là hành thiền về thiền khô, tức là vipassana, mà không có một cái loại thần thông nào khác? Thì lúc đó tụi con cũng có thắc mắc đó, là như vậy là những vị a la hán tức là những vị đó đều có thần thông hết, còn thì những vị a la hán đó có bao nhiêu cái loại thông khi mà họ chứng, hay là họ chỉ cần một cái lậu tận thông thôi là đủ rồi mà không có một cái khác? Bạch sư, sư có thể giải thích cho tụi con thêm cái phần đó không bạch sư? Dạ con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Mà giá, Nam mô Sằng Ca giá. Thì có những vị chỉ đắc được tam minh là minh sát minh, sanh tử minh và lậu tận minh. Đó. Thì cái điều mà quan trọng á là cái lậu tận minh. Tại vì á có những vị chỉ mong muốn được giải thoát thôi, chứ không có cần phải có những cái khác. Cho nên là các vị này bổ túc các cái pháp độ á, chú trọng về cái pháp để mà giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi thôi. Còn những vị đó thì muốn có những cái thần thông khác. Thì cái đó là khi nói đó là do cái hạnh nguyện của mỗi vị. Thì giống như ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên đó, khi mà các vị mà muốn phát nguyện trở thành những cái vật mà bậc mà thường thủ thinh văn đó, thì các vị phải bổ túc ba la mật nhiều hơn, những cái pháp độ nó cao hơn, thành ra các vị này mới có đầy đủ bát thông, rồi có đầy đủ tứ tuệ phân tích đó. Đó thì cũng giống như mình học vậy đó. Bây giờ mình thi vô đại học, nhưng mà bây giờ mình chỉ muốn là tốt nghiệp cái bậc đại học thì thôi, thì sao? Giống như là bậc cử nhân
cử nhân thì đến đến đó là cũng tốt nghiệp đại học đó là được rồi. À, mình có thể có khả năng có học vị như vậy mình cũng đủ sức để mình ra mình đi đi làm việc rồi. Nhưng mà có những người á muốn cao hơn, muốn cao hơn chút nè, thì sao, học thêm mấy năm nữa để lấy thạc sĩ nè, thì ta cái hạnh nguyện ta thích tới đó là dừng, à thôi lấy thạc sĩ là cũng đủ rồi ha. Còn những cái người mà muốn phải đạt đến cái bậc cao nhất, à phải đạt đến tiến sĩ, à thì ta phải phải nỗ lực thêm mấy năm nữa, phải học thêm nữa, à để đạt đến tiến sĩ đó. Thì khi mà à các vị thánh A La Hán á, thì cũng như là những cái vị mà đã học xong cái chương trình của bậc đại học, nhưng mà những cái vị mà cử nhân à, thì học có 4 năm thôi, à 4 năm 6 năm gì đó, à theo cái chương trình của cái trường nữa đã quy định, à hoàn tất cuối năm sau cùng đó hoàn tất hết tất cả các môn học với cái số điểm như vậy à, đã được chứng nhận là cử nhân. À rồi những vị mà muốn phát triển thêm nữa, à, ghi danh để lại học thêm mấy năm nữa để lấy bằng thạc sĩ. À rồi những cái người mà muốn đạt đến cái cùng tột của cái đại học, à học thêm mấy năm nữa, à những cái môn học nào để đạt đến cái cao nhất đó. Cho nên á là những cái vị mà thánh nhân A La Hán giải thoát á, thì chỉ cần tạo trữ các pháp độ trong à 100.000 đại kiếp mà thôi. Còn mà vị thượng thủ thinh văn đó thì phải 1 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Đó, thành ra đó tùy theo mức độ, tùy theo cái hạnh nguyện của mỗi vị. À thành ra đó chúng ta thấy rằng có những cái vị à thì có đầy đủ thần thông, nhưng mà có những vị thì chỉ mong cầu à, giải thoát chấm dứt sanh tử luân hồi thôi, chứ không có phát triển thần thông. À, thì tùy theo điều kiện, tùy theo hạnh nguyện, à, tùy theo cái sự trao dồi bổ túc các pháp độ mà những vị này á, đạt đến những cái điều mà mình đã đề ra, mình mong muốn. À, thành ra chúng ta phải hiểu biết như vậy. À, cái quan trọng là để vượt thoát chấm dứt sanh tử luân hồi. Còn ví dụ như thấp cao gì đó thì tùy theo ai muốn thì có thể nỗ lực phát triển đó. Thì bây giờ á, mình thấy cái điều kiện đó để rồi sao mình cũng chọn cho mình. À, bây giờ mình muốn thành bậc mà thánh đậu tận thôi, không cần phát triển thần thông, thì cái bổ túc cái pháp độ nó ít hơn. Rồi nếu mà mình muốn phát triển thần thông hay là trở thành bậc thượng thủ thinh văn thì đòi hỏi cái bổ túc pháp độ rồi các pháp rồi đó phải nhiều hơn. À, nếu mà muốn phát triển mà tứ tuệ phân tích thì phải sao, phải học rồi phân tích từ ngữ rồi này kia cho nhiều, à phải học các cái pháp cho nó sâu xa cao siêu, à mới đạt đến tứ vô ngại giải. À, thì tùy theo cái hạnh nguyện của mỗi vị thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nguyên Như. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Dạ, đến đây thì thời gian cũng chắc cũng vừa phải lẽ. Dạ, chúc kính chúc chư tôn đức pháp thể an, và chúc quý vị nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều kinh nghiệm quý báu, nhiều trí tuệ, và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sanh Thầy Giá. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ sư đã bỏ công
quá sức để soạn bài cho chúng con và cho chúng con những cái thời pháp rất là hay. Dạ, một lần nữa, Huynh Như xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư ạ. À. Và bây giờ, con xin kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể thay mặt chư Tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và Huynh Như xin kính mời chị Nguyên Trang có thể thay mặt đạo tràng để hồi hướng. Dạ, con xin xuống mic, con xin dâng mic lại cho sư ạ. À. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Gia Giá. À, xin thay mặt chư tăng phút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. À, giới phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang và cầu mong chư thiên quan hỷ giới phước báo và học pháp và thảo luận Phật pháp. À, cầu mong tất cả quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, tránh khỏi những tai ương dịch bệnh, tật bệnh tiêu trừ. Cầu mong tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loại an vui hạnh phúc. Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba buddha anuvavena sada sothi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba buddha anuvavena sada sothi bhavantu te. Vato sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dhamma anuvavena sada sothi bhavantu te. Vato sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sangha anuvavena sada sothi bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thứ lành thai. Và một lần nữa con thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã đến với đạo tràng và giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Do phần phước thi pháp của sư làm duyên lành cho trợ hộ sư được thành tựu những như ý nguyện mong cầu. Và con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi nghe pháp. Sattha ca brahmatha deva naga mahitika bunyanyo amuno dangthu chirang rakkhantu sasanang akasattha ca brahmatha deva naga mahitika bunyanyo amuno dangthu chirang rakkhantu ratake akasattha cha bồn ma tha đề wa na ga ma hi ti ca bồn nhang nho amu no đăng thư chia răng rắc thăng tu nha ta yo a ca sắc tha cha bồn ma tha đề wa na ga ma hi ti ca bồn nhang nho amu no đăng thư chia răng rắc thăng tu pa ni no a ca sắc tha cha bồn ma tha đề wa na ga ma hi ti ca bồn nhang nho amu no đăng thư chia răng rắc thăng tu no sa đa. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi đều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bội, các Phật thầy tổ an vui lâu dài, thủ tranh khỏi mạng nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Y đằng nhô nhá, y đằng hôn thú sức khí ta hôn từ nhà ta dơ. Y đằng nhô nhá, y đằng hôn thú sức khí ta hôn từ nhà ta dơ. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng viếng thuộc đã quá vãng. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Y đằng quất ta mê khùng nhằn à quất xa khà và quá hằng hồn thú à nà gá tề cà lệ.
do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây,